Hey, ok, chào các bạn đã theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Mình là Dương Quyết đây. Hôm nay thì cũng lâu lâu, bên mình sẽ lên sóng một cái video cập nhật tình hình ngựa tiếp theo nhé. Thì ở đây thì cũng rất là nhiều ngựa nhé. Bên mình để về được tầm độ 1 tháng rồi, tiêm phòng cho ngựa các kiểu rồi. Để sang tháng 2 thì bà con đến bắt giống thì bên mình để giống cho bà con nhé. Để giống cho các bạn và chăn nuôi. Nay mai sinh sản bên mình lại đi thu gom lại giống như thế này luôn các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay nhé, mình sẽ quay 4 con trước. Đấy. Ở đây còn rất nhiều nhé, đây toàn hàng ta pha thôi, có 1-2 em ta bình thường thôi nhé. Đấy, mình sẽ quay chi tiết từng con một ở cái chuồng này trước để bà con mà khi mà sang tháng 2 mà đến bắt giống ấy, thì sẽ biết về cái 4 cái con này trước. Đấy, và một số con kia nữa mình sẽ không cho lên cái video được ngay nhé. Có nghĩa là không thể quay được cái tổng thể một cái video trên một cái video nhiều con được, mình sẽ tả nó sẽ lâu đấy. Bà con nắm bắt tình hình nó sẽ loạn nhé. Đây đấy, cho bạn xem 4 con này trước. 4 con này thì trong 4 con này thì nó có một con đực đấy, một con đực và 3 con cái. À đây có 5 con nhé các bạn nhé, mình nhầm, đây có 5 con, 2, 4, 5, gồm có xem nào, một con đực nhé, một con đực ta pha đá lai này và 3 con cái ta pha nhé, 4 con cái ta pha, cứ nhầm các bạn, tại vì nó nhiều quá. Nên là hàng này thì toàn đi bắt cho các người dân ở bán kính khu vực trong vòng 100 cây nhé, hoặc là ở trên khu vực vùng cao nữa. Bên mình khi bà con bắt bên mình thì sinh sản ra thì bên mình cũng đã thu gom lại nhé. Thế bây giờ mình sẽ quay ra đằng sau, quay đằng sau và tả chi tiết từng con một cho các bạn xem nhé. Nếu mà các bạn ưng con nào thì hãy cứ liên hệ nhé, liên hệ qua kênh, qua số điện thoại hoặc qua địa chỉ mình để hết dưới phần mô tả video nhé. Liên hệ qua kênh nào cũng được, qua kênh TikTok này, qua kênh YouTube này, qua kênh fanpage Facebook đều liên hệ được mình nhé, trực tiếp luôn. Mình để trực tiếp cái địa chỉ liên hệ hoặc cái địa chỉ cụ thể, các bạn đến tận trang trại thì đều có địa chỉ hết nhé. Giờ mình sẽ quay đằng sau. Thì các bạn yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Đấy, mỗi một video mình sẽ lên những con ngựa nào như thế nào, đấy, con khoái sẽ đẹp như nào, lỗi chỗ nào và không lỗi. Thì ngựa nay mai nuôi có to không này. Đấy, ví dụ như là những con nào mà nay mai mà nuôi nó tương lai nó sẽ từ 2 tạ đổ về thì mình sẽ nói, và tương lai nó sẽ từ 2 tạ đổ lên thì mình sẽ nói nhé. Đấy, nên các bạn yên tâm bắt ngựa bên Bạch Mã TV nhé. Nên là ngựa có nguồn gốc chuẩn luôn. Nên là ngựa chứ mình không đi gom ngựa xe, nên ngựa xe mình không biết được cái tình hình là con cái mẹ con mẹ con to như thế nào, nên là mình không nắm bắt được, nên mình không nhắm tả. Đấy, cho nên là đây mình đi gom của bà con thì mình mới nhắm tả các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ quay đằng sau. Đấy. Đây, ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ tả từng con một. Ở đây thì có 5 con nhé, có 5 con đây, có 5 con thì có 4 con cái và 1 con đực. Đấy, cũng đều hàng ta pha hết nhé, hàng trắng ngà đổ lên. Đấy, mình sẽ mở cửa ra cho các bạn xem nhé. Đây ví dụ như mình nói thêm là con cái này đang có chữa này, cái ta pha này. Đấy, còn nặng trên 2 tạ chút. Con này có chữa sắp đẻ rồi các bạn nhé. Nếu mà bạn nào mà yêu thích mà hàng có chữa sắp đẻ và chỉ việc đẻ thôi, thì sau con ra thì như nào thì muốn bán thì mình lại gom lại nhé. Các bạn cứ ấy, mình sẽ làm video riêng con này nhé các bạn nhé. Đấy, rất hiền luôn. Đấy, đầu tiên là con cái quay ngay đầu này đi. Cái là cái ta pha nhá, mẹ cũng rất to luôn. Đấy, cũng hiền nhá. Đấy, thứ nhất là mình sờ được. Đấy, sờ được này. Rất chi là hiền. Đấy. Ngựa con thì mình chăn nuôi ấy, thì nó sẽ quen dần nhá. Đấy, mình sờ nó quen dần, chăn nuôi nó mình khi mà toạng một cái sờ nó. Con này thì ức cũng to nhá. Con này ức cực kỳ to luôn. Đây là mình quay camera 1x nhá. Đấy, quay camera 1x, 1x chỉ cách xa, nếu mà đây như này mình đang quay này là cách xa tầm độ nửa mét nhá. Đấy. Nhưng mà thực ra con này to, con này trên 1 tạ rồi. Đấy, ngựa 5-7 tháng nhá. Con khoái thì sạch sẽ, không có xuyên tông. Nếu mà riêng các bạn bắt ngựa bên mình ý, thì bên mình bảo hành xuyên tông.
khi mà các bạn nuôi to lên ấy, thì nếu mà nó lộ khoái xuyên tông ấy, thì bên mình sẵn sàng bắt lại cho nhá. Đấy, nên các bạn yên tâm. Còn đây, con này là con cái nhá. Đấy, khoái thì còn một khoái rồi. Các bạn mà khi mà bắt nuôi, các bạn kiêng khoái xuyên tông thôi, kiêng khoái xuyên tông ở khu vực này thôi này. Đấy, ở khu vực rìa cổ này bên kia thế. Đấy, từ khu vực này, ví dụ các bạn cúp cái tai xuống, cái tai nó ra khỏi chỗ này này. Đấy, nó ra khỏi đầu tai, nó ra khỏi chớm cái đầu tai này, cúp cái tai xuống này, cúp cái tai xuống, nó ra chớm khỏi đầu tai thì mà là xuyên tông nhá. Còn trong tai này không phải là xuyên tông các bạn nhé. Đấy, còn khoái thì các bạn hai khoái mặt thì các bạn không phải kiêng nhá. Đấy, một khoái mặt thì là dạng người, còn hai khoái mặt thì dạng cả người cả xe, dạng người đi đường các kiểu, chứ không phải là ví dụ như có khoái ở dưới mắt này, nó có khoái ở dưới mắt này thì các bạn nên kiêng này. Có khoái dưới mắt này các bạn nên kiêng, đây là khoái khóc chủ này. Đấy, khoái đấy thì các bạn nên kiêng. Đấy, bên này sạch khoái nhá, còn tất cả các loại khoái thì các bạn không nên kiêng. Các bạn nuôi sinh sản thì các bạn kiêng mỗi khoái xuyên tông thôi. Đấy, con này thì sạch khoái nhá, hàng trắng bông này. Tiếp theo con trắng bông tiếp theo này, con này thì hàng cũng hàng Kafa này. Đấy, mẹ của nó cũng to nhá các bạn nhé. Đấy, con này cũng đẹp, con khoái sạch sẽ. Con này nó đang thay, nó mới thôi, đổi lông nó hơi nhom nhem các bạn nhé. Nó bị chột sữa nên bên mình đã nuôi được 1 tháng rồi, tiêm phòng ok rồi. Nó đang tầm một thời gian nữa nó sẽ phỏng lên nhé. Đấy, bọn này thì sờ được đấy, cứ nhìn thấy người là mon men ra các bạn nhé. Con này đang đổi lông này. Đấy, mặt thì rất là chi là điêu nhé, nhưng mà con này đẹp nhé, con này đẹp. Màu lông con này là sáng hơn con này chút, nhưng vẫn là hàng trắng bông hết nhé. Bên mình thì là ngựa thì bán cho bà con thì toàn ngựa tuyển chọn thôi, cho nên là đẻ ra là toàn những hàng đẹp các bạn nhé. Đấy, tiếp theo là con thứ hai, con là con cái nhé. Các bạn đến thời điểm này các bạn vào cái thì giá rất hợp lý nhé. Kia, con kia này, con trong này này. Đấy, con trong này bẩm trắng bông luôn, con này ngoài trắng bẩm trắng bông luôn. Đấy, trắng từ gốc của ra nhé. Kia, con trong kia là hàng trắng ngà cả. Đấy, trắng ngà, trắng bông ấy. Con này thì là nó cũng được tầm độ 6 đến 7 tháng tuổi rồi. Con trong này này, con này nhá. Còn con kia là con đực à. Đấy, con đực này cũng khá đẹp nhá. Mình đuổi vào để cho nó quay ra rõ hơn đấy. Đấy, ngựa rất lì luôn nhá. Cứ thấy người là sấn đến. Đấy, con đực kia, con đực kia các bạn nhé. Còn mấy con trong kia mình sẽ thả ra một trời nắng đẹp thì mình sẽ thả ra để quay cho các bạn xem. Còn mấy con này thì lâu lâu mình không lên video thì sẽ quay cho bà con cập nhật tình hình ngựa bên trang trại Bạch Mã TV nhé. Đấy, ngựa này thì bên mình sẽ toàn đi gom để cho bà con nuôi đến tầm độ 5-7 tháng thì mình mới đi gom lại nhé. Đi gom lại thì mình sẽ nuôi, khi mà các bạn mà bắt giống về thì nuôi nó sẽ không bị chột, không bị sợ là bị chột sữa nhé. Đấy, ví dụ như con này mình bắt sớm này, con này mình bắt tầm độ gần 4 tháng mình đã bắt rồi, nên là nó bị chột sữa mất 1 tháng thì bây giờ nó sẽ ăn, nó hồi lại rồi, nó đổi lông cái bắt đầu nó hồi lại các bạn nhé. Có ngựa như nào thì bên mình sẽ nói như thế. Đấy, sờ được thoải mái. Thì khi mà các bạn đi bắt ngựa ấy, các bạn đi bắt ngựa thì các bạn để ý xem là hàng xe ấy, những cái hàng xe mà người ta đi về đông ấy, đi về đông nhé, đi về đông thì các bạn nên kiêng bắt cái hàng đấy. Tại vì cái hàng đấy là chăn nuôi, bạn nào phải có kinh nghiệm nhé, chăn nuôi về tiêm này, thuốc này, hoặc là có những cái hình thức nuôi cho nó đặc biệt thì nó mới sống được các bạn nhé. Còn thì nếu mà các bạn mà về mà cứ chăm thả cỏ thì chắc chắn là sẽ chết. Đấy, tại vì nó đi về ấy, cái đường ruột của nó là hỏng hết rồi, nó xốc xếch đường dài là dọn dẹo, ăn uống nó không được vào đâu cả. Nếu mà gặp các bạn mà gặp phải cái ngựa tiêm nước, bơm nước nữa ấy, để mà họ bán cân ấy, thì cũng rất nguy hiểm nhé. Ngựa bơm nước hầu như là đường ruột là hỏng hết. Đấy, về phải có cái thuốc đặc biệt thì tiêm vào thì nó mới sống được, nó mới hồi sức lại được. Đấy, còn mình không phải chê ngựa nhé, nhưng mà mình đã từng bắt ngựa 1-2-3 con ngựa về, ngựa xe về gột rồi, không thành các bạn nhé. Đấy, đều là chết hết, nên là các bạn cứ bắt cái của người dân ấy, họ bán ấy, ví dụ là nó đẻ ra ấy, thì nên bắt nhé. Còn đặc điểm dấu hiệu ngựa xe ấy, thì nó chủ yếu là
ngựa. Cái này nó cũng khó nói các bạn nhé. Đặc điểm nó cũng nói nó cũng hơi hơi là nhận dạng hơi khó các bạn nhé. Cho nên là nếu mà các bạn đến trang trại thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn để cho các bạn hình dung ra ngựa xe và ngựa chăn nuôi tự nhiên như thế nào nhé. Đấy, hàng ngựa này toàn ngựa tự nhiên bắt của dân hết, bắt của bà con hết. Nên là các bạn về chăn nuôi thì cũng dễ nhé, về chỉ việc nuôi thì lớn thôi. Khi mà gặp bệnh chuyển vùng thì tiêm một mũi là nó khỏi. Đấy, ngựa rất chia dạng người nhé. Thì trong kia có một con đực nữa, bốn con này thì đều không phải sạch sẽ hết nhé các bạn nhé. Đấy, mình bảo hành cho con trong kia thì để làm giống được các bạn. Bắt cái hàng, nếu mà bắt hàng đực thì các bạn bắt cái hàng cứ ví dụ như đực đi, thân dài này. Đấy, cổ thân dài. Đấy, cổ gọi là cổ chắc đấy, cổ dày đấy. Cổ cao. Đấy. Thế còn nếu mà chọn các loại ngựa cổ ngắn ngũn thì cũng không được các bạn nhé. Đấy, hoặc là chân tay ví dụ như là ngực không nở này, ngực lép thì không được các bạn nhé. Ngực các bạn đi chọn ngựa thì cứ chọn cái con nào mà ngực nở, kể cả ngựa nhỏ hay ngựa to thì cứ ngực nở ấy. Chọn ngực nở tay rộng. Này, đấy, mặt to, mõm vuông đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng cửa lại nhé, mình sẽ tả như thế thôi. Tại vì nó đông ngựa quá nên là mình chỉ tả sơ sơ qua thôi. Các bạn nhìn là ngựa nào cũng biết là ngựa như nào rồi các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ quay sơ qua 5 con này thôi. Sơ qua 5 con này cho các bạn biết thôi nhé. Đấy. Thứ nhất là các bạn đi chọn ngựa thì các bạn nhìn cứ nhìn cái mình ngựa này, cái mông ngựa này, cứ dày càng tốt nhé. Tròn ngựa. Đấy. Đấy, con trong kia tròn ngựa, con trong kia thì mình mới tiêm cảm cúm sổ xít nhé. Thời tiết mùa này là con ngựa nào hay bị cảm cúm sổ xít các bạn nhé. Nên là các bạn nếu mà chăm ngựa thì cũng chăm trâu chăm bò cũng chăm ngựa thôi. Đấy, thì cứ thấy hiện tượng mà ngựa sổ xít là mình phải tiêm cho nó. Đấy, phòng bệnh trước. Đấy, phòng hơn là chữa các bạn nhé. Phòng là phòng bệnh là các loại bệnh luôn, nó có nhiều thuốc là thuốc toàn thuốc Việt Nam hết các bạn nhé. Đấy, đây quay trên cao cho các bạn xem, nhìn mông con này, mông con nạo tròn nhé. Đấy, ngựa bên là con mông, 5 con này là mông con nạo tròn. Đấy, đều hàng ta pha hết. Ở ngoài này 5 con này là toàn hàng ta pha hết nhé, có con đực kia là hàng ta pha đá lai rồi, con đực đấy là tròn mình ấy, dài mình này. Đấy, con đực đấy này mai làm giống mới lại to à các bạn. Đấy, con đực đấy là nó màu trắng ngà nhé. Đấy, nay mai nó đổi lông là sẽ sáng hơn các bạn nhé. Thấy chưa? Thì các bạn nếu ví dụ có một số tiền tầm độ 100 cho đến 200 triệu thì các bạn vào hàng chửa thì nó cũng chỉ được một con thôi. Đấy. Còn các bạn mà vào cái hàng to nó cũng chỉ được sấp xỉ một con rưỡi, hoặc là gặp phải cái ngựa nào nó gọi là con nào rẻ nhất bên mình bán ra thì nó tầm 100 thì cũng bắt được 2 con. Còn nếu các bạn là bắt ngựa con này ấy, khi mà nếu mà không nghĩ mà kinh tế mà nay mai mà đằng nào vẫn mình vẫn phải nuôi giống thì các bạn nên chọn ngựa con hơn. Ngựa con ấy mình vừa có kinh nghiệm nuôi từ nhỏ đến lớn. Đấy, vừa mua được nhiều đầu con ngựa hơn nhé. Đấy. Có nghĩa là 100 triệu đấy thì mình có thể là bắt được 3 con chẳng hạn. Đấy, hoặc hơn 100 một chút. Thì tùy theo kinh tế, tùy các bạn bắt con cỡ nào. Ví dụ con nhỏ này, ví dụ như con nhỏ thì nó sẽ giá thấp hơn một chút, con to là giá cao hơn một chút. Đấy. Thì, ngựa thì các bạn mà khi các bạn mua ở đâu cũng thế, thì bảo người ta bảo hành khoang khoái cho, nếu mà lỗ thì giả hoàn tiền. Hoặc là ngựa chửa cũng thế, ngựa chửa thì bên mình là có chính sách là cứ chửa 5 tháng đổ lên thì bên mình mới bảo hành và bán giá có chửa nhé. Còn ngựa mà không chửa thì bên mình là báo giá đi đàn hết. Kể cả nếu con ngựa đấy mà các bạn còn về mà nuôi có chửa ấy, thì là do cái may mắn của các bạn nhé. Khi mà có chửa bên mình siêu âm ra có chửa thì bên mình mới bảo hành. Chứ còn nếu mà cứ bảo mà chửa tầm độ 2 tháng hoặc là người ta bảo chửa tầm 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng thì các bạn bắt không nên tin. Mình đi bắt ngựa thế, người ta bảo chửa thì mình phải gọi thợ đến siêu âm. Đấy, siêu âm có chửa thì mới bán giá có chửa nhé. Còn không có chửa thì bên mình là bán giá đi đàn. Đấy, giá có chửa thì loại khác nhé. Ok, hôm nay mình chỉ quay là 5 con này thôi nhé. 5 con này
cho các bạn nắm bắt tình hình trước. Còn mấy con kia cũng rất chi là đẹp nhé, trong này cũng rất chi là đẹp, thì mình sẽ quay 5 con này trước. 5 con này thì toàn là hàng trắng bông hết nhé. Còn con chửa kia mình sẽ làm một cái video riêng. Đấy, khoang khoái như thế nào, cao bao nhiêu, to bao nhiêu thì mình sẽ làm một cái khoang khoái. Đây là hai con này là khách mang đến lấy đực nhé. Đấy, đực giống như mình bên kia. Đấy, đây là mình quay một cái video đấy, để cập nhật tình hình ngựa như thế nào nhé. Mình sẽ tiếp tục ra những video cụ thể hơn để cho các bạn nắm bắt được tình hình ngựa giống như thế nào. Ngựa giống bây giờ thì giá rất chi là ok rồi nhé. Đấy, không so với 2 năm trước nữa. 2 năm trước cái hàng này nó toàn tầm độ toàn trên 50 mới lại 60 ấy. Cho nên là hàng này bây giờ nó rẻ đi một nửa rồi, nên là các bạn yên tâm bắt nhé. Cho nên là các bạn đừng có chờ ngựa đắt mới bắt nhé các bạn nhé. Các bạn đừng có chờ, các bạn mà cứ tưởng là ngựa đắt vào ngựa lại bán được ngựa cao hơn nhé. Cứ cái gì rẻ thì các bạn nên vào. Đấy. Và xuống giá các bạn nên vào, chờ đợi thời cơ ngựa lên giá. Và cái lúc sinh sản ra đến đúng cái lúc nó cao giá thì mình bán mới được giá nhé, kinh tế nó mới cao. Chứ còn các bạn mà cứ đợi ngựa lên giá thì mình lại vào ngựa để mà bán theo cái phương lên giá ấy, thì nó kinh tế của mình nó sẽ không ổn định hơn. Như là mình cứ ngựa mà xuống giá thì mình cứ nên vào nhé, để cho nó hợp lý hơn. Thì của mình quên cho quay chân tay móng vó bọn cả mấy con này nhé. Chân tay móng vó mấy con này cực kỳ đẹp luôn. Mình bảo hành cho các bạn là không bận, mình đi bắt ngựa là không bao giờ có chuyện ngựa thừa móng hoặc là bồ cua chân rệm nhé. Bồ cua chân rệm là cái móng kia nó cong vút lên này, cái móng nó cong vút lên này, nó dài ra nó cong lên nó giống kiểu như cái vuốc ấy. Còn móng đây là đóng đấy, tròn đẹp đẹp như bằng trăng khuyết luôn đấy. Móng là móng đứng nhé, các bạn đi chọn ngựa cứ chọn móng đứng cho mình đấy. Chứ không nên là chọn cái loại móng mà thun thun dài dài bè bè nhé. Đấy, thì về nó sẽ chân tay nó yếu, khi mà đẻ lái thì nó yếu các bạn nhé. Đấy, đây móng con nào thì mình bảo hành nhé, 5 con này thì mình bảo hành hết. Đấy, sang tháng 2 này thì có rất nhiều bà con đặt thì bên mình cũng sẽ cố gắng cung cấp đủ nhé, cố gắng cung cấp đủ đa chủng loại để cho bà con sang tháng 2 chọn. Đấy, sang tháng 2 chọn thì nếu mà tầm độ giữa sang năm là bắt đầu những hàng này là vào đi đàn hết rồi các bạn nhé. Đấy, con nào Tafa đá lai thì nó sẽ đi đàn muộn hơn, thì cuối năm sau thì nó sẽ vào đàn. Còn nếu mà con nào là hàng Tafa thì nó sẽ tầm độ hơn giữa năm một chút, giữa năm sau nhé. Đấy, con nào mà hàng bình thường thì nó sẽ đi sớm hơn một chút, thường thường là 18 tháng. Còn con nào Tafa thì tầm độ 20-22 tháng nhé. Đấy, đây con nạo dài bình, đây con đực này các bạn ơi. Con đực này cực kỳ dài ngựa luôn nhé. Đấy, chân tay móng vó cực kỳ đẹp luôn, chân tay to. Đấy, mặt to. Đấy, cổ dày dài. Đấy, ức nở nhé, qua là lông nó sẽ nó chưa đổi thì nó chưa, nó hơi màu trắng ngà một chút. Đấy, còn bốn con cái này hàng trắng bông hết nhé các bạn nhé. Đấy, thì các bạn mà khi mà vào ngựa con này ấy, thì nó sẽ có kinh nghiệm nuôi từ nhỏ cho đến to, cho đến lúc khi lấy giống thì nó sẽ có kinh nghiệm hơn là mình nuôi hàng to hẳn rồi có chữa. Đấy, khi mà ngựa con ấy nó ốm thì mình sẽ không biết tiêm thuốc gì, thì nuôi từ cái hàng này lên thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn, và giá thì trong số tiền đấy thì mình sẽ mua được nhiều ngựa hơn. Đấy, còn con to ấy, thì nó cái độ rủi ro nó sẽ cao hơn. Ý đây là mình nói là nỗi rủi ro mà khi mà các bạn chăn nuôi nó gặp phải cái tình huống nó bất ngờ ấy. Đấy nhá. Còn cái ngựa này thì nó không có cái gì mà tự nhiên mà nó chết hoặc mất mát được các bạn nhé. Là do mình chăm nuôi hết. Ví dụ nó trời tiết này, mưa gió này, ngựa con nó dễ ốm thì mình đuổi nó vào hoặc có chỗ che mưa, hoặc như nào đấy thì mình để ý xem. Đấy, kể cả trâu bò hết, nó có những cái bệnh, ví dụ bệnh cảm ấy là các bạn phải để ý, và bệnh phình hơi trướng bụng là các bạn để phải để ý. Và ăn uống là do mình là ví dụ đồ thiêu, đồ thừa, đồ cỏ phun thuốc sâu đấy, nên các bạn để ý nhé. Còn chăn ngựa này dễ nhất, chăn ngựa là dễ hơn cả chăn trâu chăn bò nhé. Chả qua là cái ngựa này thì mình khó bảo hơn, khó bảo hơn là trâu bò thôi, nhưng mà giá cả thì nó lại được giá hơn là trâu bò các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình lên video này để thông báo cho bà con sang tháng 2 thì cứ đến trang trại Bạch Mã TV vào ngựa giống nhé.
Thì đây ok nhé, mình sẽ vừa lên 5 con hàng Tafa nhé. Đấy, có một con đực là hàng Tafa Đà Lạt, con này rất chi là dài con nhé. Thì các bạn mà vào thích vào cái hàng ngựa giống thì bên mình luôn sẵn sàng cung cấp cái hàng ngựa giống chuẩn nhất cho bà con về chăn nuôi nhé. Ngày mai mà sinh sản ra thì bên mình sẽ chịu trách nhiệm đấy, thu mua lại cho bà con cái hàng sinh sản ra đấy. Cho nên là các bạn không sợ là đẻ ra là lo ế hay là không bán được hay là bị thương buôn nó ép giá nhé. Thương buôn này, thương buôn kia ép giá như là hàng trâu bò nha các bạn nhé. Đấy, trâu bò lợn. Còn ngựa này thì bên mình bắt với giá theo thị trường chung, với cái giá là hợp lý nhất. Kể cả mà các bạn nào nuôi ấy, nay mai chán ấy, thì bên mình sẽ bắt lại. Bắt lại chắc chắn là sẽ không được như cái giá ban đầu, nhưng bên mình sẽ cố gắng bắt với cái giá của bên mình bán ra so sánh để mà thích hợp nhất và cao nhất so với cái giá mà thợ giả các bạn nhé. Đấy. Nhiều người là mình sẽ bắt lại với cái giá được giá nhất, cho nên là các bạn không nên là lo lỗ nhiều hay như nào các bạn nhé. Đấy. Bên mình chịu trách nhiệm là như thế, bên mình có thể viết hợp đồng cho các bạn luôn nhé, hoặc là hợp đồng bằng video nhé. Mỗi video bên mình quay ra là đều đảm bảo cái thương hiệu và chất lượng và cái bảo hành ở trong đấy luôn nhé, nên các bạn yên tâm. Thì ok, video mình ở đây kết thúc nhé, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nhé. Ok, xin chào các bạn nhé.